Sáng nay ngày 17 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ngay sau đó thì Bộ cũng đã công bố phổ điểm các môn thi, khối thi. Theo nhận định của các chuyên gia, nếu không có sự biến động lớn về tỷ lệ chỉ tiêu dành cho việc xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì điểm đầu vào năm nay sẽ cao hơn năm ngoái ở tất cả các tổ hợp. Sáng nay, thí sinh trên cả nước đã có thể tra cứu được kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 của mình thông qua các cổng tra cứu điểm thi trực tuyến. Ngoại ngữ vẫn là môn có số học sinh đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất so với các môn thi khác, dù đã có cải thiện hơn qua từng năm. Đây cũng là lần hiếm hoi sau nhiều năm một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không ghi nhận điểm 10 môn toán. Tổng điểm xét điểm của em là 26,55 điểm ạ. Và cái điều này nó là một cái sự rất là vui và bất ngờ với em, bởi vì là đây là một số điểm mà em nghĩ chỉ là dành cho những cái bạn học giỏi hơn mình, mà bây giờ là không ngờ là em cũng đạt được một số điểm như thế. Em thấy mọi người xung quanh em, các bạn cũng được điểm Nga cao ấy ạ. Lớp em các bạn được nhiều 9 lắm, nên là em cũng cảm thấy hơi lo lắng về xét điểm vào các trường. Có so với đề án cũng như là điểm chuẩn của năm ngoái thì với mức điểm của em thì em cũng đã khá là tự tin để có thể xét bằng điểm trung học phổ thông của mình. Phân tích từ phổ điểm thi tốt nghiệp năm nay, dù không có nhiều biến động so với năm 2023, tuy nhiên tỷ lệ điểm giỏi ở hầu hết các môn đều tăng, nên dự báo điểm chuẩn đại học cũng sẽ tăng theo. Tức là với cái kết quả thi trung học phổ thông năm nay thì thấy là tất cả trong các tổ hợp thì có thể nói là đều cao hơn năm trước. Và đặc biệt có những tổ hợp, có những môn văn, có môn địa thì sẽ cao hơn rất nhiều. Tổ hợp có cả toán, có cả hóa và lý cũng sẽ tăng, bởi vì tất cả các cái tỷ lệ điểm giỏi thành phần trong các môn đấy đều tăng so với năm ngoái. Cho nên tôi dự đoán là sẽ tăng, và tăng tối thiểu từ 1 đến 3 điểm. Đặc biệt ở những tổ hợp hot, những ngành hot, tỷ lệ điểm sinh thấp thì cái tỷ lệ trên này chắc là sẽ càng lớn. Từ ngày mai 18 tháng 7, thí sinh tiến hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng và số lần đăng ký. Để tránh trượt oan, thí sinh cần đặc biệt lưu ý, dù đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm thì vẫn phải đăng ký lên hệ thống chung.